Sau khi đã lựa chọn được tất cả những dụng cụ cần thiết để chúng ta có thể thực hiện bước thiêu nổ đầu tiên, thì ngay bây sau đây chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu là cách chúng ta sẽ xỏ chỉ như thế nào và sử dụng từng chiếc kim ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc kim dùng cho chỉ đầu tiên. Thì với lựa chọn này mình sẽ sử dụng mũi kim cỡ nhỡ dùng cho 6 sợi chỉ luôn mà không cần phải tách những sợi chỉ nhỏ ra. Các bạn có thể thay thế hai mũi còn lại theo cái loại sợi mà các bạn mong muốn nhé. Với các bạn mới thêu thì mình đề xuất là các bạn sẽ để mức kim ở mức cao nhất là nấc số 12 để cho mức kim đạt độ cao tối đa. Các bạn sẽ lấy sợi xỏ chỉ xỏ từ phía đầu kim về phía đuôi kim. Tiếp theo, các bạn sẽ đưa cái sợi chỉ vào trong phần dây, đồng thời dùng tay kéo ngược dây xỏ chỉ về phía đầu kim. Các bạn để ý ở trên đầu kim sẽ có hai mặt, một mặt vắt và một mặt có lỗ xỏ kim. Các bạn sẽ lấy dây xỏ chỉ xỏ từ mặt có lỗ qua mặt vắt. Tiếp tục thực hiện việc cho sợi chỉ vòng qua dây xỏ và kéo ngược lại. Như vậy là các bạn đã xỏ xong, và lưu ý là chúng ta sẽ chỉ để chừa phần chỉ ở đầu kim từ khoảng 2 đến 3 cm. Với loại kim dùng cho len, chúng ta sẽ cũng thực hiện những bước tương tự loại kim dùng cho chỉ. Đầu tiên các bạn sẽ dùng sợi dây xỏ chỉ xỏ từ phần đầu kim đến phần đuôi. Tiếp tục cho sợi len vào dây xỏ, kéo ngược lại. Sau đó các bạn đưa kim từ phía mặt có lỗ sang mặt vắt, luồn sợi len qua dây xỏ và kéo ngược lại. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong các bước xỏ len vào trong chiếc kim dùng len. Vậy là chúng ta đã biết cách xỏ chỉ như thế nào cho đúng chính xác. Vậy thì với mũi thiêu đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện những bước như sau. Với quy tắc thêu nổi thì các bạn sẽ chú ý cho mình trên đầu kim sẽ có hai mặt vắt và mặt có lỗ. Vậy thì khi mà chúng ta thêu thì chúng ta sẽ thêu theo quy tắc vector từ điểm A sang điểm B, thì mặt vắt của kim sẽ luôn luôn hướng theo điểm từ A đến điểm B. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Với mũi đầu tiên, các bạn cắm ngập kim xuống vải ạ, sao cho hết chiều dài của kim. Sau đó các bạn đưa tay ra phía sau ạ. Chúng ta sẽ lấy sợi len luồn qua. Tiếp theo các bạn nhấc kim vừa đến mặt vải. Các bạn nhớ nhé, vừa đến mặt vải thôi ạ. Thì chúng ta sẽ tiến lên khoảng từ 1 đến 2 mm. Và sau đó thực hiện cắm ngập kim. Chúng ta hoàn thành một mũi thêu đầu tiên. Với những mũi thêu tiếp theo chúng ta cũng thực hiện tương tự. Đó, theo quy tắc vector từ điểm A đến điểm B. Và các bạn chú ý mặt vát sẽ luôn luôn phải đi trước ạ, hướng theo đường chúng ta thêu ạ. Mình sẽ làm rất là chậm để các bạn có thể theo dõi ạ. Đó, khi thêu có chú ý như sau ạ. Các bạn không được cầm tay vào sợi len này. Như vậy thì len sẽ không chạy được trong lòng kim và từ đó sẽ bị tuột cái vết thêu của chúng ta. Vì vậy mà các bạn phải để cái sợi len này thoải mái, không được bị chặn ở đâu đó. Tiếp theo ạ. Đấy, sau này các bạn quen thì có thể làm nhanh hơn. Đấy, và quay sang mặt sau, các bạn thấy là nó sẽ có một cái bề mặt nổi lên so với cái mặt phải ở đây ạ. Đấy, và mặt trước sẽ là những cái đường theo liền mạch như thế này. Khi kết thúc thêu hoặc là các bạn muốn chuyển sang một đường tiếp theo thì chúng ta có thể là dùng kéo cắt đi cái phần đường thêu vừa nãy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành đường thêu. Nếu như trường hợp các bạn muốn lấy mặt nổi lên trên mặt vải này thì chúng ta sẽ thêu từ mặt sau. Cũng tương tự, dùng tay
kéo sợi len ra. Tương tự như vậy, nếu như các bạn muốn thêu quay ngược trở lại thì chúng ta sẽ nhấc kim lên, xoay kim 180 độ, quay ngược lại và đi hướng thêu ngược lại so với đường chúng ta đã thêu trước đó. Và kết thúc thêu, chúng ta cũng quay ngược cả mặt lại trở lại. Cắt đi phần len thừa. Vậy chúng ta đã xong hai đường thêu cơ bản. Với loại kim dùng cho chỉ, chúng ta cũng thực hiện những bước như sau. Đầu tiên, các bạn thực hiện mũi thêu thứ nhất bằng cách là cắm ngập kim xuống phía dưới ạ. Sau đó chúng ta rút sợi chỉ sang phía bên kia. Sau đó chúng ta nhấc mũi kim lên trên đến mặt phải. Chúng ta sẽ để ý thấy là trên mặt kim sẽ có hai mặt, một mặt vát và một mặt có lỗ, tức là loại đuôi chỉ theo sau đấy ạ. Thì khi chúng ta thêu, bắt buộc mặt vát phải đường hướng lên theo chiều thêu giống theo quy tắc vector từ điểm A đến điểm B. Tiếp tục cắm ngập kim, nhấc kim vừa đến mặt vải. Chúng ta lại thực hiện mũi thêu tiếp theo, cách đó khoảng từ 1 đến 2mm. Nếu như trường hợp các bạn mắc lỗi khiến cho mũi kim này bị tuột ra quá cao chẳng hạn, thì chúng ta sẽ hạ mũi kim xuống, dùng tay kéo phần chỉ ở phía đuôi và tiếp tục thực hiện những mũi thêu tiếp theo. Các bạn lưu ý là chúng ta phải cắm ngập kim. Đó. Và nếu trường hợp chúng ta muốn quay lại thì chúng ta sẽ nhấc kim lên, quay 180 độ ngược trở lại. Và để hoàn thành mũi thêu, các bạn quay ra phía mặt sau. Chúng ta cắt đi phần chỉ thừa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành những mũi thêu đầu tiên.